chúng ta sẽ ướp cây lan chúng ta vào. Bây giờ mà chúng ta bỏ lọt trên này á thì sau này chúng ta phải có chăm sóc, chúng ta phải bỏ nổi lên bề mặt trên này này. Rồi một cái ti chúng ta sẽ làm ngang đây, bè lại. Rồi, chúng ta làm cái điểm tựa cho lan ngọc điểm chúng ta, khi chúng ta bỏ lên nó không bị rớt xuống. Vì lan chúng ta đang có con này, chúng ta giờ chỉ trồng cho nó đứng ở trên cây như này. Rồi chúng ta sẽ định vị cho cái lan ngọc điểm chúng ta đứng lên nhé. Sử dụng những khúc cu sữa chúng ta cắt từng khúc, chúng ta cho vào chậu như này cũng là cách giúp cho các dòng lan Lai Châu có thông thoáng phần gốc và chịu khó tưới đủ nước thì bộ rễ sẽ phát triển rất là nhanh nhá. Đó, bây giờ chúng ta đã cố định một cây lan chúng ta đã vào trong chậu rồi, đơn giản như vậy thôi nhá. Bởi và các quyết định chúng ta trồng thì chúng ta cắt bớt rễ thôi, sau đó anh chị chúng ta sẽ tận dụng là những cái cu sữa như này. Cho nên chúng ta có khúc gỗ, khúc cu sữa chúng ta thể làm giá thể cho nó luôn nhá. Cái vú sữa lợi một cái là chúng ta trồng sau vài năm nó mục á, anh chị có thể dùng vòi nước xịt rửa sạch rồi lại thêm khúc khác vô và nó không gây tổn thương rễ. Hoặc là chúng ta có thể dùng những cái cục than củi lớn hoặc là dùng những cái khúc vú sữa như này, chúng ta cho vào trong chậu. Vú sữa này có lợi cái là nó rất giữ ẩm tốt, nhưng mà nó điểm yếu là nó nhanh mục thôi. Nhưng mà mục cũng dễ giải quyết, đó là chúng ta có thể xịt rửa nó đi, và khúc vú sữa này nó thông thoáng nên là chúng ta sẽ có cái lan nó sẽ phát triển rất là tốt nhé. Và chỉ cần chèn xung quanh này, bởi vì khúc sữa này nó thông thoáng rồi là nó sẽ giữ bắt nước tốt. Và không làm cho cái lan ngọc điểm chúng ta nó bị bó rễ. Giờ là chúng ta đã có những cây ngọc điểm đó tương đối.
Khi chúng ta trồng xong rồi á thì chúng ta có thể để khô khoảng 2-3 ngày đó, là mà đang tưới nước, để tránh tình trạng là cây chúng ta nó bị tổn thương rồi nó nhiễm lây bệnh và thối. Và trồng rau giá thể này nó rất là thông thoáng, nên là chúng ta việc đó là phải tưới nhiều nước, bởi vì chúng ta tưới như vậy thì trong vòng tầm 2 tiếng đồng sau nó khô mất rồi, nên là khoảng 2 tiếng ta tưới một lần, và một ngày có thể 3-4 lần. Và trong thời gian mới trồng thì anh chị lưu ý là chúng ta để nơi ít nắng, ít nắng thì giúp cho lan bộ rễ phát triển tốt. Và anh chị có thể sử dụng những dòng phân ra rễ như là Acrot, Biorot, Rapidrot, phun tầm 3-4 lần giúp cho cái lan chúng ta nó phát triển mạnh bộ rễ. Sau khi vài tuần sau ra rễ rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang phân bón NPK 20 cộng thêm các dòng phân hữu cơ. Anh chị có thể sử dụng như là phân cá, phân trùng quế, phân bánh dầu, là những dòng phân mà chúng ta tự chế. Và muốn cho cái lá mạnh thì tốt thì có thể xen kẽ tuần này chúng ta phun 20-20 với phần hữu cơ, tuần sau chúng ta phun 30-10 với phần hữu cơ. Chúng ta cứ xen kẽ như vậy, sau vài tuần, một tháng sau thấy bộ rễ đã bắt đầu khỏe thì có thể mang ra nơi nhiều nắng để chúng ta cùng chăm sóc, giúp cho cái lan chúng ta sẽ phát triển tốt và cuối năm chúng ta có thể chơi hoa được. Và trong thời gian đang lên mầm con, lên nhiều như này thì anh chị chúng ta cố gắng đó là chúng ta bón phân có hàm lượng đạm cao hơn để giúp cây lan chúng ta mở lá. Và không quên đó là tưới nhiều nước. Anh chị vào theo dõi video em thấy hữu ích, thầy em nhớ nút đăng ký kênh, bấm nút theo dõi nhé.